Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Và thưa các bạn, hôm nay bên mình quay trở lại làm video và cũng như thường lệ sẽ giới thiệu đến các bạn những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Thì đầu tiên sẽ nói đến đó là những chiếc máy, đó là một cặp iPhone XS Max bản 64GB, hàng chuẩn zin 99%, nguyên áp suất. Pin thì con màu vàng là 89% mà con màu trắng là 92%. Bên mình đang bán đồng giá cho các bạn với giá của nó là 7,5 triệu các bạn nhé. Hàng zin chuẩn nhé, zin chuẩn, không đánh kính, không đánh viền, không ép. Đó, hàng rất là chất. Như bình thường bên mình bán những con XS Max thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng hơn 6 triệu thôi, nhưng đây là những chiếc máy chất cho nên là bên mình đang để cho bạn với giá của nó là 7,5 triệu. Hay là bên mình lại mới về thêm được ít Soli X5. Đấy, RAM 6 bộ nhớ 64GB, chip Snapdragon 855. Máy tất cả đều màu đen, bên mình đang bán thanh lý cho bạn giá là 2,7 triệu. Đấy, 2,7 triệu. Chip dòng 855 thì các bạn chơi game tẹt ga nhé. Tặng các bạn bộ sạc thôi, bộ này bên mình không có ốp. Tiếp đến đó là cặp LG V50 tinh quy. Đây là hai chiếc máy hàng zin đẹp 99%. Ngoại hình thì không còn gì để chê rồi. Không có xước xác, không có chầy vẩy gì cả. Thì thoảng gọi là phế phẩy lông mèo thôi. RAM 6GB, bộ nhớ của nó là 128GB, chip Snapdragon 855. Màn hình của nó 6,4 inch, màn hình tai thỏ các bạn nhé, màn tai thỏ. Và độ phân giải của nó lên đến 2K cộng luôn. Nói chung thì con máy này là điểm mạnh của nó ở màn và con chip của nó nhé. Face ID nhận diện khuôn mặt, cảm biến vân tay, camera đọc văn bản cũng như hỗ trợ sóng 5G, máy một SIM. Giá bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 3 triệu đồng các bạn nhé, 3 triệu đồng. Tiếp theo iPhone SE 2020, đây mình có cả trắng cả đen các bạn nhé. Thì tất cả đều là hàng zin nguyên áp suất, đẹp 98-99%, không cần không móp gì cả. Đấy, pin tất cả đều khỏe, pin đều trên 80%, như con trắng này là 83%, còn những con đen 84, 87, 89. Đó, thì bên mình đang bán đồng giá là 3,3 triệu các bạn nhé, 3,3 triệu. Tiếp theo đến cây iPhone 13, hàng coi như là một chiếc máy mới chưa sử dụng. Đấy, con này thì bản Mỹ, bộ nhớ của nó 128GB, còn bảo hành đến ngày 26 tháng 3 năm 2024. Pin 100 lần, sạc có 4 lần thôi, gọi là xước lông mèo đây thôi các bạn này. Nói chung là máy rất đẹp, 99%. Hàng chất, chân sạc trắng tinh, màng loa hầu như không có bụi. Bên mình đang để cho bạn giá của nó là 13 triệu các bạn nhé, bán cho bạn giá là 13 triệu. Tiếp đến một chiếc Samsung, đây là S21 Ultra phiên bản Việt Nam, máy 2 SIM, RAM 12, bộ nhớ 128GB, màn 6,9 inch. Đấy, pin 5000, camera zoom 100x. Con máy này pin rất khỏe các bạn nhá. Đây, xem một trận bóng hết, là hôm qua xem trận Man City với Inter, kết nối đi tech với cả TV. Đây, deck này. Đấy, kết nối deck với TV xem rất đã mắt. Kết nối cái đấy thì nó sẽ tốn pin hơn bình thường, mà xem hết một trận bóng hai hiệp không tắt. Đấy, mà từ 93% giờ còn 77% đấy các bạn. Đấy, cực kỳ khỏe luôn các bạn nhá. Nó rơi vào tầm 16% pin thôi. Mình thấy con máy này là pin rất khỏe. S21 Ultra phiên bản Việt Nam, 2 SIM 2 sóng online. Đấy, giá thì bên mình đang để cho các bạn giá là 10 triệu các bạn nhá. Hàng zin đẹp nguyên áp, zin đẹp luôn, 99% luôn. Đấy, máy đã dán màn hình trước này. Đấy, bên sau sẽ tặng các bạn một ốp lưng và tặng các bạn bộ sạc siêu nhanh. Đấy, đây là cảm biến vân tay ở trên màn hình các bạn nhé. Tiếp đến là hai chiếc S21 Ultra phiên bản Mỹ, cùng cấu hình như của con bản Việt Nam, ngoại hình cũng zin đẹp 98-99%, rất đẹp nhá. Bên mình đang để cho các bạn giá là 9 triệu, giá 9 triệu, bảo hành 3 tháng 1 từ 1, bảo hành tất cả luôn các bạn nhé, kể cả nguồn cả màn hình đều bảo hành hết, trừ các bạn đánh rơi vỡ, cấn móp rồi kẻ sọc
là hoặc là đốm là bên mình sẽ không bảo hành. Còn lại ví dụ như là cảm ứng rồi các thứ là bên mình vẫn phải bảo hành hết cho các bạn nhé. Đấy, các bạn yên tâm. Đấy, mua bán thì bên mình bao zin cho các bạn. Những con máy nào bên mình đã bao zin thì các bạn trích thợ thoải mái nhé. Đấy, mua bán online như thế này, tin tưởng thì mua, không tin tưởng thì cứ theo dõi thêm các bạn ạ. Đấy, mua bán là phải có cọc. Đấy, rồi nhắn cho mình họ tên, địa chỉ, bên mình sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bạn kiểm tra và thanh toán. Cái tiền cọc đấy thì bên mình cũng đã nói rất là nhiều từ 5 năm rồi, bên mình bán hàng trên này 5 năm rồi. Cọc bên mình cũng nói khá là nhiều lần. Nó tuy nó là nhạy cảm nhưng mà các bạn cũng lên trợn mặt gửi vàng các bạn nhé. Cọc là để cho các bạn có trách nhiệm hơn khi các bạn nhận hàng thôi. Còn cái tiền cọc đấy thì sẽ được trừ vào cái tiền khi các bạn nhận hàng, khi các bạn thanh toán nhé. Cọc thì cũng không nhiều, 100, 200, 300 nghìn đấy. Chứ không phải là cọc 1 triệu, 2 triệu đâu mà các bạn sợ lừa đảo. Và một kênh như bên mình đã tồn tại được 5 năm rồi thì không lý nào vì 100, 200 nghìn của các bạn mà bên mình có thể lừa các bạn nhé. Hàng này bên mình đang bán cho các bạn giá là 9 triệu các bạn nhé. Bạn nào ở gần khu vực công viên Thiên Đường Bảo Sơn ở Hà Nội thì có thể đến trực tiếp cửa hàng để giao lưu và mua bán nhé. Đây, tiếp theo là một cây lốt 20 bản Mỹ. Ngoại hình của nó là hàng zin đẹp, zin keng speng luôn. Màn chẳng sáng, không ám hộ, không lưu hình. RAM 8, bộ nhớ là 128GB, 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM. Chip Snapdragon 865. Con này thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là thanh lý cho các bạn là 5.700.000. Thanh lý các bạn 5.700.000. Có một cây duy nhất thôi. Tặng đầy đủ phụ kiện nhé và bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Tiếp đến đó là một chiếc Samsung Galaxy S21 Plus. Đấy, con này thì bản Mỹ. Có đây là máy màu bạc, còn đây là máy màu vàng. Đấy, mặt lưng màu tím nhưng mà viền màu vàng nhé, con này là máy màu bạc. Đấy, cả hai đều là zin nguyên áp suất, máy đẹp. Màn trắng sáng, không ám hồ, không lưu hình. RAM 8, bộ nhớ là 128GB, chip Snapdragon 888. Bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 6.200.000 các bạn nhé. 6.200.000 cho hàng zin đẹp. Nghe Samsung hơi nhàm thì lại xem kẽ một con Oppo Reno 6 5G, RAM 8, bộ nhớ 128GB, ngoại hình con này thì đẹp 99%, zin nguyên bản, máy 2 SIM, RAM 8, bộ nhớ 128, mà con này là RAM như 8 cộng 3 cơ, chứ không phải là RAM 8 không. Đấy, RAM 8 cộng 3 các bạn nhé, đây này. Đấy, bộ nhớ 128GB, chung Reno 6 5G này thì các bạn chỉ việc nắp SIM vào dùng thôi. Pin cũng khỏe, ngoại hình càng đẹp luôn. Đây các bạn này nhìn này, vuông thành sát cạnh. Đấy, những cái dòng máy như này thì rất là ít khi bị lỗi mốt nhá. Từ xưa đến giờ rồi, từ cái thời iPhone 4 là bắt đầu là vuông thành sát cạnh, đến bây giờ ngoại hình của những chiếc máy vuông thành sát cạnh vẫn đẹp. Giá bên mình đang bán ra cho các bạn với giá là 4.300.000 các bạn nhá. 4.300.000, tặng các bạn một bộ sạc, một dán màn hình. Tiếp đến là một chiếc Samsung A535G, phiên bản Việt Nam, máy còn bảo hành chính hãng đến ngày 17 tháng 7 năm 2024. Ngoại hình của nó thì là hàng zin đẹp, 98-99%, xước phe phẩy la lô lông mèo thôi, nhưng như thế này rất là đẹp. RAM 8, bộ nhớ của nó là 256GB bản Việt Nam, pin 5000. Nói chung là những con máy này nó sẽ thiên về pin và thiên về cấu hình RAM ROM. Giá thì rất là rẻ, với mình đang để cho các bạn giá là 4.900.000. 4.900.000 các bạn nhá. Tiếp đến nữa đó là một cây Samsung S20 Ultra phiên bản Mỹ, máy màu đen, ngoại hình đẹp 98%. Đấy, zin nguyên bản, màn trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 6.500.000 các bạn nhé. 6.500.000 bản Mỹ, RAM 12, bộ nhớ của nó 128GB, chip Snapdragon 865, màn hình 6.9 inch, độ phân giải Dynamic 2K+, pin 5000, camera zoom 100x. Nói chung đây là những con siêu khủng long để cho các bạn giải trí. Samsung Galaxy S9 nhỏ phiên bản Nhật, chạy ROM quốc tế, RAM 4, bộ nhớ 64GB,
Diamondlink màn siêu đẹp, màn cong. Và đây là những dòng máy flagship, các bạn dùng thoải mái khoảng 4-5 năm nữa vẫn rất mượt các bạn nhé. Máy một sim và chạy chip rồng. Bên mình đang để cho các bạn giá là 2,5 triệu các bạn nhé. Để cho các bạn giá là 2,5 triệu. Tặng ốp lưng này các bạn nhỉ, toàn ốp lưng chống sốc như này thôi. Đấy, các bạn khi các bạn có đánh rơi thì nó cũng sẽ hạn chế hơn cho các bạn nhé. Vì màn hình của dòng Samsung rất là đắt, màn của Samsung rất đắt cho nên là các bạn dùng phải cẩn thận hơn. Nhưng mà đắt thì nó lại đẹp các bạn nhé. 2,5 triệu. S20 phiên bản Mỹ, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Đấy, cũng chip rồng Snapdragon 865, RAM 8 rồi 2 SIM, máy đẹp, hỗ trợ sóng 5G, màn thì 120Hz luôn, tần số quét 120Hz, thì các bạn yên tâm xem rất là không bị mỏi mắt các bạn nhé, rất là dễ chịu mắt. Nhưng mà 120Hz thì pin nó cũng sẽ rất là tốn nhanh, cho nên là nhiều khi các bạn muốn pin nó được lâu thì các bạn phải chuyển về cái chế độ 60Hz nhé. Giá bên mình đang để ra cho các bạn là 4,4 triệu nhé. Một chiếc Samsung A bao nhiêu đây? A10. Con máy này thì pin rất khỏe, pin rất khỏe, nhưng sạc hơi lâu vào. Samsung A10. Đấy. Để cho các bạn con máy này để các bạn ấy thôi, để các bạn làm cái điện thoại chống cháy thôi. RAM con này là 3GB, bộ nhớ của nó là 32GB. Để cho các bạn là 700.000 bằng giá màn. Có khi cũng trả bằng giá màn luôn. Đây con này con bản Việt. Đây con bản Việt các bạn nhé. 2 SIM. Nói chung là không bằng giá màn. Đó, xem nào. À, RAM 2GB nhá. RAM 2 bộ nhớ là 32GB. Đó. Chúng con này ngoại hình xấu, bên mình thâu lại được của khách thôi. Đấy, ngoại hình rất xấu. Tặng các bạn một bộ sạc nữa. 700.000 thôi các bạn nhá, đầy đủ tất cả chức năng. Samsung A8. Đây là những con máy mà nó cái thời mới ra thì cực kỳ là đắt. Đây là khách dán nhé. Đây là bóc. Đây là khách dán lưng luôn các bạn, bóc ra khi lại đẹp, được rất là đẹp. Đấy cả dán màn rồi đây. Khách dán màn cẩn thận không? Toàn full màn đấy các bạn này. Dán miếng full màn ở trong màn đẹp, không bị vỡ, không chảy xước gì cả các bạn ạ. Nâng cũng vậy này. Đấy là chặt cỡ. Ui các bạn, bọc ra đẹp như mời luôn các bạn này. Ui máy khách dùng cái gì. Con này thì màn nó có ám nhá. Màn nó có ám rồi. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, màn nó ám rồi. Nhưng mà những con máy này thì quá ngon. Máy 2 SIM bản Việt. Con này là RAM 6. RAM 6 bộ nhớ là 64GB các bạn nhá. Nó rất khỏe. Cấu hình rất khỏe đấy. A8 2018. Đây là A8 Plus nhá. A8 Plus 2018 bản 2 SIM bản Việt. Ngoại hình nó chỉ bị chầy xước ở xung quanh này là do dùng ốp thôi. À, không có cần móp gì luôn các bạn nhìn này, máy dùng rất dữ. Mặt lưng mình bóc ra này, đẹp như mới luôn. Con này thì sẽ để cho các bạn với giá của nó là 1,5 triệu nhá. 1,5 triệu thôi các bạn. Rẻ hơn giá màn, mình khẳng định luôn. Màn con này các bạn nếu thay nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 2 triệu cái màn hình con A8 Plus này. Và bây giờ bên mình để cho các bạn với một con máy nguyên bản, chưa tháo, chưa sờ mó gì. Đấy. Giá chỉ 1,5 triệu mà các bạn nhìn này. Để như này làm gì có biết ám hay không ám gì đâu. Nói chung con này nó là ám nhẹ thôi. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, rất đẹp. 1,5 triệu các bạn nhá. Vậy là đây, hôm nay lại còn thêm laptop ThinkPad 740S. T740S con này nó là có màn hình cảm ứng. Đấy. Đấy, hôm trước bên mình về 3 cây bán hết rồi, hôm nay lại về thêm. Đấy. Hàng xịn chưa? Xịn
luôn. Các bạn nhìn bàn phím là các bạn thấy nó uy tín rồi. Zin nguyên bản luôn. Nếu mà thường là hàng về Việt Nam, nếu mà hàng mà nó dựng dạp thì thường nó sẽ không bao giờ có các cái bàn phím này. Nó sẽ để cho các bạn các cái bàn phím gọi là đấy, màn hình cảm ứng này. Đấy chưa? Nó sẽ để cho các bạn cái bàn phím gọi là chỉ có các cái thứ tiếng Anh thôi, ví dụ chữ T này, chữ Y, chữ U này, chứ không có các cái chữ Nhật với cả chữ Trung này đâu các bạn nhé. Nói chung là đầy đủ công nghệ RAM 8GB. Con này chạy SSD các bạn nhé, chạy hẳn SSD 256GB. Đấy, chip Core i5. Đấy, màn hình cảm ứng. Chip Core i5 đầu 7300U. Nói chung con này các bạn chỉnh game tẹt ga luôn. Đấy, màn thì cũng to, màn 14 inch, có hỗ trợ lắp sim và hỗ trợ sạc Type-C. Đấy, giá đó mình đang để cho các bạn chỉ có là 5.900.000 thôi. Đấy, hàng zin chuẩn đét cho các bạn luôn, 5.900.000, tặng các bạn một bộ sạc zin đi theo máy nhé. Đây này, nắp sim ở khe này đấy các bạn nhé. Và đến cái dòng ThinkPad 740S này thì màn hình của nó đã là Full HD rồi các bạn nhé, chứ không phải là màn HD cổ ngày xưa nữa, mà nó là Full HD rồi, cảm ứng rất ngon, 5.900.000. Vậy là hôm nay bên mình đã giới thiệu xong chiếc máy đang có tại kênh. Rất vui vì các bạn đã quan tâm và theo dõi. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.